Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh muốn giới thiệu tới tất cả mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán và các cái dịch vụ căn hộ gửi bán. Mọi người nhá, thì hôm nay em và anh đang đứng trước một cái dự án ở La Khê, tổ 4 La Khê của quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mọi người ạ. Hôm nay em đang đứng trước vị trí của cái căn nhà này đây. Mọi người có thể quan sát giúp em luôn. Cái vị trí của căn nhà này, diện tích là 30m², được xây dựng và thiết kế là 4 tầng, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Và đây chính là căn nhà. Mọi người có thể nhìn qua cái mặt ngoài của căn nhà. Mặt tiền của căn nhà được ốp đá granite kích thước 80-80, vân đá rất là đẹp, sạch sẽ. Phía cửa chính của ngôi nhà được thiết kế là 2 lớp. Lớp ngoài là lớp cửa cuốn mọi người ạ. Lớp ngoài là lớp cửa cuốn và phía bên trong là cửa kính cường lực. Đó. Mọi người có thể nhìn thấy. Ngõ trước nhà là 2m3, cách đường ô tô đỗ gần nó khoảng tầm 20m mọi người nhá. Xin mời mọi người vào phía phòng khách của ngôi nhà cùng em. Như mọi người quan sát thấy đấy, mọi người, phòng khách của ngôi nhà cũng rất là rộng. Nền gạch được thiết được ốp đá 80-80, vân đá màu nâu rất là sạch sẽ, trần thạch cao, hệ thống đèn led, màu sơn đều đã xong hết rồi. Với cái căn nhà này thì mọi người chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Tất cả những cái ngôi nhà này em quay lên đều đã có sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, chỉ chờ chủ mới về để sang tên thôi mọi người nhé. Đó chính là phía phòng khách. Xin mời mọi người vào phía phòng bếp của căn nhà cùng em. Với cái phòng bếp thiết kế rất là hợp lý mọi người ạ. Rất là đẹp. Đây, tủ bếp là tủ gỗ sồi nha mọi người. Đó, mọi người nhìn đi, rất là rộng. Phần tủ bếp đây, cũng như là chậu rửa bát. Đây, chậu rửa bát được làm bằng chất liệu inox 304, hàng nhập khẩu mọi người nhé. Với cái căn bếp này, tủ bếp rất là rộng, rất là tiện ích, đầy đủ mọi công năng. Đó. Ngoài ra thì ở tầng 1 của ngôi nhà có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của tầng 1 của ngôi nhà là đầy đủ bồn cầu, bồn liền khối, cũng như là lavabo, gương và hệ thống máy bơm nước tổng lên cho toàn bộ ngôi nhà. Toàn bộ nhà vệ sinh tầng 1 đều đã được ốp đá 30-60, rất là sạch sẽ, màu trắng, rất là sáng. Tiếp theo xin mời mọi người lên tham quan tầng 2 cùng em nhé. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế là một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Mọi người có thể quan sát luôn tay vịn cầu thang, được làm bằng gỗ lim mọi người nhé, gỗ lim Lam Phi. Cổ bậc cầu thang được ốp, cổ bậc đã được ốp đá granite màu đen tuyền rất đẹp, đen kim sa mọi người ạ, rất là đẹp, rất nổi trội. Phía tầng phòng ngủ tầng 2 đây, như mọi người thấy đấy ạ, toàn bộ phòng ngủ tầng 2 được lấy ánh sáng trực tiếp từ bên ngoài qua một cái lớp cửa kính cường lực mọi người nhé. Căn này thiết kế hoàn toàn rất là độc đáo, kính cường lực và có cửa sổ mở ra để lấy gió vào trong ngôi nhà, trong cái căn phòng này. Diện tích của cái căn nhà này là 32,6m² trên sổ đỏ mọi người ạ. Và diện tích xây dựng 4 tầng nó rơi khoảng tầm 132m sử dụng. Đầy đủ mọi tiện ích, trần thạch cao, đèn led đều đã được thiết kế xong hết rồi. Hệ thống ống chờ điều hòa đây nhá mọi người nhá. Chỉ việc lắp điều hòa vào thôi, đã có ống chờ sẵn rồi. Mời mọi người tham quan nhà vệ sinh của cái căn nhà này. Căn nhà này là La Khê, ở La Khê, tổ 4 La Khê. Đây, nhà vệ sinh có một chút khác biệt, có cửa sổ mở ra bên ngoài, thoáng, có hệ thống sen cây, bồn cầu, vòi xịt, lavabo. Lavabo để nổi rất đẹp đúng không ạ? Hàng của Vigra Sera mọi người nhé.
Đây, sen cây đây. Lần nào cũng được, ngày nào đi quay video cũng là được tiếp xúc với lại sen vòi thiết bị nhiều. Chắc sau này em đi xin đi làm PR cho sen vòi thiết bị mọi người ạ. Ở đây ở tầng 2 này có cửa sổ hướng ra phía tầng sau mọi người ơi, rất là thoáng. Đó, khi mở cửa này và mở cái phía cửa đằng trước rất là hút gió mọi người nhé. Cửa này có hai lớp, lớp bên trong là inox 304 đây này, và bên ngoài là lớp cửa kính nhôm Việt Pháp. Tiếp theo xin mời mọi người lên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2 ạ. Gồm một phòng ngủ và một sân phơi, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Nói nhiều thành ra nó nhịu đấy mọi người ạ. Đây phía tầng 3 đây, tầng 3 của ngôi nhà đây mọi người nhá, có cửa kính. Đó, kéo ra có ban công bước ra được bên ngoài mọi người ơi. Đây có phần ban công. Rồi ra phía bên ngoài rất là thoáng. Đã có hệ thống dây an toàn rồi. Nhà có trẻ nhỏ cũng không lo là không an toàn đâu ạ. Tầng 3 cũng vậy, tầng 3 cũng có ống chờ điều hòa sẵn rồi. Đó, rất là cẩn thận và chi tiết. Phòng vệ sinh ở trên tầng 3 khác với tầng 2 một chút đúng không mọi người? Ở trên này thì là được ốp đá toàn là màu trắng hết. Ở dưới kia thì là màu gam màu vàng, nhưng ở trên này màu trắng, tạo cho hai nhà vệ sinh hai tầng có sự khác biệt. Sen cây đây. Sen cây đây là thương hiệu của Clean, hàng nhập khẩu Hàn Quốc mọi người ạ. Và lavabo là của Vigracera mọi người nhé. Tiếp theo em xin mời mọi người lên phía tầng 4. Tất cả cửa thông phòng của ngôi nhà đây mọi người ơi, chất liệu đều là bằng gỗ lim Nam Phi ạ. Rất là chắc chắn. Tiếp theo em xin mời mọi người lên phía tầng 4 cùng em. Hành lang của tầng 3 cũng có cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài tương tự như tầng 2, để lấy thoáng, cũng như là cái căn nhà này thực sự rất là thoáng mọi người ạ. Tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế là gồm một khu sân phơi. Đây, em xin giới thiệu với mọi người khu sân phơi. Khu sân phơi của ngôi nhà đã được chủ đầu tư lắp đặt sẵn hệ thống dàn phơi thông minh. Dàn phơi thông minh mọi người ạ. Đó. Và phía ở đây là để máy giặt mọi người nhé. Đây là phía khu để máy giặt. Giặt xong cái là phơi luôn lên. Dàn phơi thông minh này cũng rất là hiệu quả. Với cái diện tích là 33m² thì thực tế là mình sẽ không có một cái sân phơi riêng biệt được. Đây là phía giếng trời để lấy ánh sáng cho toàn bộ khu cầu thang 4 tầng của căn nhà. Cho nên ở phía dưới là các khu cầu thang là đều vẫn có không bật điện nhưng mà vẫn rất là sáng ạ. Đây là phía bên trong của cái tầng 4 này. Tầng 4 thì được thiết kế, chủ nhà được thiết kế nó hơi khác biệt một chút so với những cái căn trước em giới thiệu. Khu nhỏ nhỏ này mọi người có thể là để làm phòng thờ riêng biệt. Phòng thờ đây. Có cửa mở ra bên ngoài nhé mọi người. Đây. Có cửa hướng ra ban công bên ngoài. Ví dụ ở đây mà là phòng thờ mà có thắp hương, mọi người mở cửa ra thì cũng không sợ mùi hương bay vào nhà đâu. Ban công đều đã được lắp đặt lưới an toàn rồi. Rất là an toàn cho trẻ nhỏ nếu như nhà có con nhỏ. Và ngoài này là có một phòng nữa mọi người nhé. Phòng này mọi người có thể tận dụng làm phòng ngủ, có thể tận dụng làm phòng kho. Nói chung là cái này là tùy sử dụng công năng của mỗi người. Em xin nhắc lại với mọi người về chi tiết một chút về cái căn nhà này thì em đã giới thiệu rồi. Xin nhắc lại với mọi người về cái diện tích của cái căn nhà này là 33m², xây dựng và thiết kế là 4 tầng, hướng nhà là hướng Tây Bắc, giá chào bán là 2 tỷ 600 triệu đồng,
bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ đỏ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Nhà này đã đầy đủ về giấy tờ hợp lệ pháp lý rồi mọi người nhé, chỉ việc sang tên thôi. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em, nếu như mà thấy hay thì bấm vào like kênh để ủng hộ kênh của em, cũng như là bấm đăng ký kênh, nhớ nhấn chuông để có thể là những người đầu tiên xem video của em tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.